Chiếc hô vô này chở vật liệu xây dựng không che đậy, vương vãi khắp đường phố, gây mất vệ sinh môi trường, thậm chí bất chấp lệnh cấm vẫn đi sai giờ quy định. Còn rơi vãi thì nó do cát nó ướt quá, nó chảy ra khe rồi nhỉ. Chứ cũng không phải là cố tình đâu, ở trong mình cũng đã gạt kiếp nó đầy đủ, kỹ càng che chắn đầy đủ rồi, nhưng mà đi nước ấy, nó chảy ra, đâm ra nó bị rơi vãi ra này. Không chỉ có các xe chở vật liệu xây dựng quá tải, mà còn có các xe trộn bê tông cồng kềnh cũng đi vào phố trong giờ cấm, gây cản trở giao thông. Khi được hỏi tại sao biết rằng bị cấm mà vẫn đi thì các lái xe này có rất nhiều lý do để giải thích cho việc vi phạm của mình. Đấy, em đứng ở đoạn kia này hẹp quá nhỉ, nên em thì đi thẳng lên tí gara là trên này mà. Xe em hỏng em mang đi sửa mà. Sao mình đi vào bây giờ? Tại vì xe của em bây giờ đang trục trặc nên em phải đi sửa, bây giờ em đứng giữa đường cũng không được. Có một số khó khăn như là về việc dừng phương tiện thì một số lái xe là không chấp hành, và chúng tôi đã lập xử lý rất nhiều trường hợp là lái xe không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Thứ hai nữa là trong quá trình tham gia giao thông thì lái xe thường thường là các cái chủ doanh nghiệp là người ta giữ hết các giấy tờ của lái xe lại, và những trường hợp đó nếu lái xe không xuất trình được giấy tờ về giấy phép lái xe đăng ký đăng kiểm thì chúng tôi lập biên bản để tạm giữ phương tiện theo quy định. Sau khi xuất trình được đủ giấy tờ đó chúng tôi sẽ thả phương tiện, và nhiều trường hợp phải gọi lực lượng cứu hộ, lực lượng 116 đến để hỗ trợ để cẩu kéo đưa về kho theo quy định. Tuy đã có quy định thời gian lưu thông rõ ràng, nhưng nhiều trường hợp xe tải, xe chở vật liệu, xe trộn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào phố giờ cấm. Liệu rằng có hay không sự bảo kê ở đây, hay do luật chưa đủ sức gian đe mà các đối tượng xe tải vẫn ngang nhiên lộng hành?